Xin chào anh Tài ở Lâm Đồng, mình là Nhật Audio. Bây giờ mình sẽ test âm ly karaoke Clarion MA6400A để gửi ra cho anh. Còn hiện tại là mình đang test với cặp loa 4 tốc. Bao yêu ái thiệt của lòng em nén đời chung cùng trên vùng quê cho nếm yêu thương con gian dở và còn những ngày thật ngắn em là tổ chức này ơn trong sông. Rồi bây giờ mình sẽ test micro. Đây, mình cắm micro. Tắt volume của âm ly đi. Đây, micro Shure của Mỹ. Alo, alo. À, mình chưa mở volume. Alo. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, cảm ơn anh Tài ở Lâm Đồng đã ủng hộ Nhật Audio. Bây giờ mình sẽ đóng thùng và chuyển ra cho anh.